Đây là anh Lành. Anh Lành là chủ thương hiệu của Maculo Studio. Này ở 19 ông vô anh hả? Dạ đúng rồi. Chánh xin lắm mới được quay á. Đây là cái tủ gọi là fry đúng không anh ạ? Dạ, dry aging. Dạ. Cái này là cái cách mà mình làm lạnh thịt bò. Nhưng mà bây giờ ở đây chánh thấy ở đây ảnh làm lạnh cá. Bây giờ mình coi thử ở đây họ làm lạnh cá như thế nào ha. Ok, thì em giới thiệu cái tủ này, tiếng Việt Nam mình gọi là tủ khô cá. Thì thực ra ở thế giới thì cũng có một vài nước người ta đã làm rồi, đặc biệt một số nước châu Âu. Còn ở Việt Nam mình đa số là mình thấy những gì như là bò, hầu như là có bò làm. Thì bên em là đơn vị và đầu tiên, có thể nói là đầu tiên ở cả Việt Nam luôn, làm sử dụng cái công nghệ tủ enzyme này để mình ủ khô cá. Thì đặc biệt khi mình ủ khô cá như thế này á, thì nó tùy thuộc vào cái công nghệ giết mổ của cá rất là cao. Vì con cá nào là phải chọn con cá tự nhiên và phải là gọi là sống, thì mình về đây bằng cái kỹ thuật giết mổ của người Nhật là ikizume, sau đó là mình bắt đầu là mình trưng bày đây. Thì ví dụ một mẻ này mình làm khoảng là một tuần, thì sau này mình sẽ đưa cái này là khi mà làm xong á, thì cái phần mà những cái tinh túy nhất của con cá nó sẽ tập trung bên trong cái hương vị umami mình ăn. Thì sau này mình cảm nhận mình ăn vào thì mình thấy cái độ mà nó đậm vị hơn, tức là nó dùng cho nó đúng với cá ngừ vây xanh á. Thì mình làm á thì hầu như ví dụ như cái thịt của otoro á, thì nếu mà hàng tươi á, là mình ăn mình thấy nó béo thôi. Còn cái thằng này á, là sau khi mình ủ khoảng 10 ngày hoặc là 7 ngày gì đó, thì mình cắt lát thịt bên trong thì mình thấy được cái độ mà tinh tí của lát thịt, nó ăn cái vị của nó rất là nhẹ nhàng mà nó thấm sấu vô cái vị umami của nó tập trung vào. Thì đó là ưu điểm của cái tủ enzyme này. Thì ở đây thì Maguro Studio mà, thì mình chơi kiểu là sử dụng rất là nhiều cái công nghệ khác trong việc mà sơ chế xử lý cá để làm sao nâng cái tầm cảm thực của Nhật lên những mức độ đương đại hơn. Đấy. Anh cho hỏi chút xíu là cái nếu mà mình làm được những cái sản phẩm như thế này thì bắt buộc chất lượng cá đầu vô của mình nó phải thuộc dạng là số 1 luôn á, gọi là cực kỳ tươi á, thì cái cá của mình nó đảm bảo được cái giá trị đúng không ạ? Thực ra thì những cái loại cá, đặc biệt là cái người vây xanh hoặc là những cái dòng mà cá trắng khác, thì bên mình là hầu như là thứ năm hàng tuần là mình nhập khẩu trực tiếp từ bên Nhật về luôn. Thì mình sẽ tham gia đấu giá ở bên Nhật vào tối thứ năm hàng tuần, sau đó là chuyển hàng về Việt Nam vào thứ sáu. Wow. Đấy, thì những cái con cá mình lựa nó khác so với cái cách là mình thu mua tại cái chợ nguyên liệu ở bên Nhật luôn. Chứ không phải là cái chợ ví dụ như là đưa hàng lên Toyosu hay là những cái chợ khác ở Tokyo, mà mua trực tiếp từ cái chợ mà ngư trường ở bên Nhật luôn. Thì hầu như là chất lượng khi mà về Việt Nam là nó đạt được cái chuẩn gọi là rất rất là tươi. Sau đấy là hàng tuần là mình bắt đầu mình mổ. Vì tiền thân của mình thật ra là mình phân phối cho tất cả những nhà hàng khác ở Sài Gòn. Sau đó mình xây dựng một cái Maguro Studio, một cái sân chơi để cho mình giới thiệu thêm cho thực khách về những cái công nghệ về xử lý, bảo quản và sơ chế cá ở mức độ như thế nào. Thì ví dụ như đối với cá ngừ vây xanh hoặc một số cái dòng cá trắng mà mình nhập khẩu bên Nhật về á, thì mọi người cứ nghĩ là ăn sashimi thôi. Nhưng mà bằng cái công nghệ mà ủ khô enzyme này, thì sau 7 ngày, ví dụ như là 15 ngày chẳng hạn, có khách muốn ăn theo kiểu là nâng tầm nó lên thành một cái cách gọi là đương đại hơn, kiểu là muốn thưởng thức cho nó đặc biệt hơn, thì có thể là mình sẽ có nhiều cái cách mà để mà áp vào trong cái cho khách cảm giác được là khách muốn cảm nhận được cái độ đỉnh của cái hương liệu hoặc là cái đỉnh của cái vị đỉnh của cái hương liệu. Rồi, hôm nay Chánh với lại Tạo chọn cái set menu tên là Dasai 23. Thì cái giá trên cái menu này ghi là 1.980.000 cộng cho một khách nha. Chánh thấy Chánh đọc trên menu ghi nè, khai vị theo mùa. Rồi sashimi 7 loại thượng hạng luôn. Trứng hấp chawanmushi, món nướng theo ngày. Rồi có nigiri là bụng cá ngừ vây xanh, rồi lườn cá ngừ vây xanh, trứng cầu gai. Hai cái món này ngon nha. Sò điệp tươi nấm truffle, wow, cái món này cũng số 1 luôn. Đường cá bên pate gan cá chày, cái này cũng ngon ha. Chánh cũng chưa được ăn pate gan cá chày lần nào, bữa nay mình ăn thử. Lương Nhật với gan ngỗng thì ok rồi.
cá Nhật theo mùa nữa. Đi ghê quá trời nhiều món luôn, lát mình ăn thử. Ở đây có súp theo ngày, tráng miệng nhà làm. Wow, cái menu này nó rất là gợi cho mình rất là tò mò, tại vì mình sẽ không biết được cái người chef á, cái người đầu bếp họ sẽ mời mình dùng cái món gì. Vậy là món đầu tiên ra rồi, Chánh cũng không biết đây là món gì mà mình không được vô quầy, cho nên mình chỉ được đứng ở đây mình quay vô thôi. Chánh có truyền cái mic cho anh Lành rồi. Dạ anh Lành, đây là món gì ạ? Ok, món đầu tiên mình phục vụ anh chị trong cái cốt 1980 ngày hôm nay đó là cái món khai vị đập ta cái người vây xanh, nó kết hợp với nấm triple. Thì cái này sau khi mình dùng mình sẽ switch cái sake, thì mình ăn mình cảm giác là nó sực trong miệng mình, cái độ và cái độ béo của cái người vây xanh đó nó làm tăng lên cái vị giác, sau đó là mình sẽ cảm nhận ra một ít cái hương vị của sake nha. Dạ xin cảm ơn anh. Dạ đâu số 1 luôn, cái này mình đi kèm với lại sake, rượu sake à, đây à. Dạ cái ly sake này rất là đặc biệt. Ui cái bông nó đổi màu rồi cả nhà. Cái bông hoa anh đào, cái này sakura. Dạ đúng rồi. Trời, cái bông nó đang đổi từ màu trắng sang màu đỏ kìa. Năm nay mấy năm nay rất tiếc là dịch bệnh nên mình không qua được đi Nhật Bản. Thì có cái gì nhà hàng muốn là service cái này để cảm giác cái không khí của hoa anh đào. Rồi, nay mình thử món đầu tiên. Mình uống một miếng rượu. Mình uống một miếng rượu sake trước. Cái ly nó đổi màu á, tuyệt vời sợ. Mình ui cái sake này sao nó có vị hơi chua chua ngon quá ta. Đúng là uống đầu tiên để ăn luôn á, nó có vị chua chua. Mình thử ha. Cái món ăn nhìn rất là đẹp. Con bé mấy đứa nhỏ kia vậy. Wow. Cái này mình one bite ha. Yeah, two bite, not two customer. Yeah. But for me one bite is better. Cái này là cái xin lỗi anh, cái đế là cái đế này là từ vỏ hoành thánh Mã Lai á. Dạ, yeah, mình cũng mình chiên nhiệt độ vừa, không có bị nổ, nhưng mà sẽ giòn, crispy. Dạ. Yeah. Ở trên thì cá ngừ mình có sốt với lại củ cải ngâm chua rồi, nó vừa miệng rồi. Với yeah. Số con trừ nữa mình một miếng là ok. Dạ, yeah, mình one bite anh ha. Cảm ơn anh. Mới vừa quốc ly rồi vô. One bite. Đặt sai à? Đặt sai anh ba. Wow. Wow. Rất là nhiều những cái mùi vị khác nhau. Nó có một chút xíu cái crunchy á, cái giòn giòn của cái vỏ. Nó có cái vị ngọt, cái vị thơm của cá. Lâu rồi. Chánh còn lâu đi trời. Cảm thấy rõ ràng cái vị béo của trứng cá. Khách thích luôn. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình mới nhập về sáng nay sử dụng cái công nghệ là Matsukasayaki, tức là nướng mà cái vảy của nó mà cho nó cháy nó dồn lên. Thì kết hợp rất là nhiều cái hương liệu theo kiểu là châu Âu pháp vào, nó tạo thành một cái món tráng miệng thứ hai cho mình. Dạ vâng. Mời anh chị anh hai anh dùng nha. Ok. Dạ. Hai anh thôi không có chị. Hai anh. Dạ, dạ, dạ. Chúc có chị hồi vợ em cho em ra đường hỏi nha. Rồi đây là món thứ hai, nãy như mình nghe anh Lành giới thiệu rồi đó. Thì đó là cá tróc đỏ Madai. Wow, chắc nghĩ là cái này có nướng mà có khò. Cái mùi vảy cá xử lý rất là thơm cực kỳ luôn. Wow, nó giống như là một cái phần súp hơn là nó giống hơn một cái phần súp hơn. Đây à, dạ. Anh giới thiệu xíu được không ạ? Em sẽ phép giới thiệu nha. Cái màu đỏ này là Akami, có nghĩa là cái thăng nổi của cái người vây xanh. Sau đó là tiếp theo là cái phần Otoro, là phần mà gọi là béo nhất và gọi là đắt đỏ nhất của cái người vây xanh, là cái phần bụng. Sau đó là cá hồi này mình nhập từ tỉnh Miyagi luôn. Sau đấy là cái phần giữa, phần trắng á, là đó là cầu sầu điệp từ tỉnh Hokkaido, cũng có hồn của Hokkaido và cá can, Kanbachi. Món thứ ba, cái gì đó nó lạnh nè, lã rất là nặng. Ở đây mình có một phần nước tương sẵn luôn.
mình dùng thử ha. Đại ra là mọi người hay ăn cái này là mọi người hay ăn đũa đúng không? Mọi người hay dùng đũa mọi người gắp. Chánh cho xíu. Kiểu thủ dân của mọi người. Kiểu thủ dân á. Chánh gắp cái phần này lại ha. Mình đừng có để cho cái phần wasabi nó bị dính. Đừng đụng cái tương ha. Rồi. Thì mình vô cái miếng cá nó sẽ là yomos. あ、失礼しました。 失礼しました。 Nói chung là rất là yomos. Mình thử. Mình đốt giai đoạn ha. Chánh thử cho đến cái miếng cá mà béo nhất luôn. Dạ, đây là cái miếng cá béo nhất. Chánh thử. Tại vì ông đầu bếp ông cũng đang chảy nước miếng. Sắp ướt máy rồi. Sắp ướt máy rồi. Chánh xin miếng và sẽ về vô này ha. Cả nhà mình ăn giống như Chánh ha. Chánh hay thích ăn bóc á. Tạo nó chơi Chánh lâu. Chánh hay thích ăn bóc. Mình không có để cho cái phần. Ê đúng rồi, là sao sếp? Wasabi của mình. Đúng tôi nha. Mình giống là bạn nhanh ha. Hey. Kimas. Wow. Anh. Anh dám thử cái rượu. Trời ơi. Cái hộp cái đó để mình tinh tí hơn. Dạ vâng. Nó béo. Béo hay là béo hay sao? Dùng thử. Nó có cái vị béo béo. Thơm ngọt ngọt một chút xíu. Rồi mình chạm thêm cái đồ ăn của wasabi với lại cái độ đậm của nước tương nữa. Miếng cá nó perfect. Hồi nãy Chánh mới dạng một miếng cá perfect luôn. Cái miếng cá hoàn hảo luôn. Cực kỳ ngon. Phiên bản khác. Châu Anh Wushi à cả nhà. Dạ. Trứng hấp phiên bản full xanh. Cái này là có dùng cái sốt lươn. Sốt lươn, vâng. Wow. Châu Quang Wushi mà sốt lươn luôn anh à. Chết con nhỏ dưới kìa. Châu Quang Wushi mà sốt lươn luôn cả nhà. Dạ. Cái này là lươn tươi luôn, về nhà hàng tự làm. Tự làm luôn. Cái hợp với nấm. Thì Châu Quang Wushi thôi, nhưng mà đây xài nấm chất phồ. Lên tới mũi luôn. Nè. Đó, ơi. Thử ha. Wow. Nó hơi cay, nhẹ nhẹ, nhưng mà rất là thơm nha. Nó thơm mà thơm hết nguyên cái thành miệng mình luôn á. Để ra mà bán nha. Mà rất là vừa vặn luôn. Châu Quang Wushi. Lần đây nhất là ăn Châu Quang Wushi ngon lắm vậy. Trời ơi, có chút xíu à, ngon nghĩ sợ luôn. Châu Quang Wushi. Cái nước stock đó để mà làm cho wasabi cũng cực kỳ ngon luôn. Tí quá, có nhiều đây thôi. Ở trong này cái nước dùng mà nó thơm sâu mà nó béo như vậy á, là họ dùng cái xương lươn á, họ hầm để ra cái nước dùng. Trời đất ơi, nghe lươn tươi, nhìn nhấn mạnh chỗ lươn tươi. Lươn ở đây tự làm á, lươn tươi á, hầm để ra nước dùng, béo kinh khủng khiếp. Đã vậy thôi rồi, nó còn thêm có thêm cái mùi nhẹ nhẹ của cái mùi sông khói nữa, Chánh không biết từ đâu ra luôn. Trời ơi. Cái chén có chút xíu à, Chánh múc 3 muỗng rồi. Là hết chén. Đáng tiền. Món tiếp theo là của mình đó là bò Hitachi Wagyu. Cái này là cái thằng gọi A5. Bimep của nó là 11. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp với cái miso kem tươi này. Kết hợp với cái bò Hitachi Wagyu, thêm mình thì mình nướng sơ bằng muối thôi. Mình cảm nhận được cái hương vị nó nhẹ nhàng và thanh thanh khiết của cái bò Hitachi Wagyu này. Ok, anh lành giới thiệu thêm xíu về cái bò của mình được không anh? Ok, thì cái nguyên liệu bò ngày hôm nay là mình chọn là bò Hitachi Wagyu, thương hiệu của tỉnh Ibaraki. Thì tại sao mình không chọn nguyên liệu của tỉnh mà ví dụ như là ở vùng Kobe hay là Matsuyama hay là Kagoshima? Bởi vì cái bò Hitachi Wagyu này á, đặc biệt là cái A5 mà sơ lôi của nó đó, cái thằng gọi của nó đó, thì cái lượng mỡ của nó tương đối nó vừa phải, nó không có ngấy lắm. Đấy là cái điều mình quyết định chọn. Và so với những giống bò khác thì cái lượng mỡ nó văng mỡ nó hơi bị dày, và người Việt Nam mình ăn vào thì mình nghĩ nó hơi béo quá. Thì cái này là mình sử dụng nó rất là cái hương vị, cái mỡ của nó vừa phải thôi. Dạ, rất là tinh tế. Okay. Rất là tinh tế. Dạ, thank you anh. Bò A5 Hitachi thượng đẳng. Miếng ha. Ok nè, dạ lấy chưa?
Cả nhà biết không? Cái miếng bò ở ngoài này á, ở ngoài nó giòn. Wasabi. Ở bên ngoài nó giòn giòn, nó hơi răm răm. Bên trong nó tan trong miệng ngập tức luôn. Khi mà chánh cắn ra khỏi cái lớp mà cái lớp giòn của bò á, là bên trong nó bên trong cái miếng bò nó tan ra trong miệng mình luôn. Cực kỳ thích. Mình thử miếng nữa. Chánh thử một miếng bự hơn. Cái sự khéo léo của đầu bếp á, họ áp chảo cái miếng bò á, bên ngoài á nó rất là tốt nha, cái là nó áp nhiệt cực kỳ tốt, xử lý nhiệt cực kỳ tốt để cho bò nó tươm được cái mỡ thơm của nó ra. Sau đó nghĩa là bên ngoài nó xém là bên trong nó vẫn còn cái miếng bò, nó vẫn còn ở trong đó vẫn còn đỏ hồng á, ăn cực kỳ tan luôn. Đúng lắm như là lời của anh Lành nãy nói, cái miếng bò này mình ăn nó không có bị ngấy quá, nó vừa phải mà rất là béo, rất là thơm. Đúng là bò thượng đỉnh. Bò thượng đỉnh có cái thơm ta. Cái này cái miếng cuối cùng là dưới sốt ha. Mà chánh chỉ sợ là cái sốt này nó có cái vị béo béo, nó làm cho cái miếng bò mình nó quá béo thôi. Không sao, miếng cuối cùng à. Cái năm chấu bò thì rất là hợp, rất là hợp với cái bò luôn. Cái sốt đó bỏ vô, nhưng mà chắc là thấy nó hơi béo thật. Bây giờ thấy nó béo rồi đó, nó bị béo quá. Hai miếng đầu chánh ăn thì ngon luôn. Phía sau chánh kết hợp với là một chút xíu sốt nấm chấu bò á, thấy nó hơi béo. Anh sếp tên là Thành Long. Dạ, tên Lâm ạ. Thành Long. Dạ, Huỳnh Thành Long. Nãy giờ chánh để ý tay nghề của anh này rất là điêu luyện á. Ở đây là anh cái này là cái gì? Cái này cá cam hộ phách anh. Cá cam hộ phách. Dạ, mình có sốt wasabi rồi. Ở đây em dùng gạo Kohi Shikari. Dạ. Là gạo từ Niigata chiên và làm để sushi của Makase á. Wow. Dạ. Ok, nói về gạo thì chia sẻ một chút xíu về gạo Niigata. Tại xưa mình có khoảng thời gian 3 năm sống ở Niigata. Thì Niigata một cái tỉnh miền trung ở Nhật Bản. Thì đặc điểm của nó là một năm khoảng cỡ 4 năm tháng là tuyết rơi. Khoảng cuối tháng 11 bắt đầu tuyết sẽ rơi, kéo dài tới khoảng cuối tháng 2 thì bắt đầu tuyết hết rơi. Thì nhưng mà tuyết hết rơi không phải là hết tuyết đâu. Thì nó mất khoảng 2-3 tháng để nắng trời nó sẽ làm cho cái phần em làm này xong cho anh này em chính vì một trong những lý do mà gạo ngon là lý do đó, tại vì cái đất mình sau khi họ thu hoạch lúa xong thì cái phần rơm và một số cái phần hữu cơ ví dụ rác thải sinh hoạt mình sẽ đem bỏ vào trên cái đất đó, đất ruộng mình làm lúa đó, thì nó sẽ được ngủ ở trong tuyết và cho nên cái đất mình nó trở nên hoai mục và rất nhiều chất dinh dưỡng ở trong đó luôn, và toàn bộ này là phân hữu cơ hết, cái giống nóng như mình bây giờ mình nói ở đây là dạng organic. Cho nên là gạo rất là ngon, và gạo Niigata là một trong những cái chỗ mà gạo rất là nổi tiếng ở Nhật luôn, và kể cả người Nhật cái giới mà họ giới giàu có đó thì họ mới ăn được gạo Niigata thôi, còn dân thường thì chỉ mình ăn những cái gạo thường thường thôi ha. Thì ví dụ như gạo Niigata mà mình nhập về Việt Nam mình thì đâu nó gần 100.000 ký rồi, đó là giá sỉ do nhà hàng nha, chứ còn giá lẻ ngoài thì không thể tính được. Đó là lý do tại sao một số nhà hàng sushi mà nổi tiếng Sài Gòn mình thì họ sử dụng cái gạo Niigata để làm sushi. Mama, one bye. Yep. Cái này biết không, khi mà làm cái nghề này á, cái cảm giác mà phấn khích của mình khi mà mình ăn được cái món ăn mà nó là cái lối cũ, đồ ăn cũ á, theo cách cũ mình đã từng ăn nhưng mà họ lại làm theo cách mới. Mạnh. Tuyệt vời luôn. Mạnh. Mình giống như là mình lên một cái tầm khác đồ ăn của mình á. Chánh rất là thích cái kết cấu của cái miếng này, của cái gạo nãy á, cái tay nghề của Lâm Nán á. Cái những hạt gạo nó vừa chạm vô nhau, nó vừa chạm vô nhau thôi, nó không có bị kết dính giống như mình ăn những cái nhà hàng đồ Nhật khác hoặc là street food hoặc là bập chung á, họ thường họ nán cái miếng sushi á, cái miếng gạo á nó hơi bị dính vào nhau, mình ăn nó rất là sticky, nó rất là cái miếng gạo mà cái gạo Nhật hồi nãy á mà Lâm Nán á, nó rời ra với nhau khi mà nó vừa chạm vô nhau, mình bỏ vô trong miệng cái của mình nó tan, nó rớt hết toàn bộ cái gạo ra, chân rất là thích. Cái đậu Toro Pinchotan. Wow. Ủa, cái này là than trắng anh nha. Dạ. Mình nó sẽ có vị smoke. À. Anh sẽ dùng thử miếng này, anh sẽ cảm giác là nó có mùi giống như smoke. À, mùi sông khói. Mùi sông khói. Dạ. Wow, nó cam à.
cá ngừ. Dạ cái này otoro, bụng cá ngừ vây xanh dạ. À cá ngừ vây xanh. Bụng mà bụng mỡ nhiều dạ. Otoro. Chánh mâm mâm miếng này ha để cho nó. Dạ đúng rồi, bớt. Đúng rồi, xong rồi nó lên miệng xong rồi mình dùng tới bít đó thì nó sẽ giãn bớt cái dạ. Sạch cái màng miệng cái. À gừng. Gừng ở đây rồi, cũng là gừng không màu cũng là dùng cái chấm mà chánh thích ăn gừng đó. Hồi nãy chánh cực kỳ thích cái phần bụng cá ngừ á, rất là ngon. Nếu mà hỏi chánh hồi nãy về cái gì mà chánh ăn ngon nhất là cái phần bụng cá ngừ đó với là cái chomomushi. Chomomushi là đỉnh cao luôn, cực kỳ ngon. Bây giờ chánh thử đến cái phần này. Ủa Lâm xin lỗi, cái này là dạ cái này là cá ngừ vây xanh anh nha. Cá ngừ vây xanh dạ, phần ngon nhất dạ. Cá ngừ vây xanh phần ngon nhất. Nãy Lâm dùng cái than mà không có khói á. Dạ than trắng đi cho tan. Dạ Lâm áp một cái mặt sau đó cho sốt lên. Mình thử cái ha. Xin lỗi Lâm. Dạ yeah, enjoy. À, cả nhà biết không là thường thường á là mình hay lật cái phần thịt để cho nó chạm lưỡi đúng không sếp? À dạ cái miếng thứ ba mà ăn ngon nhất của buổi tối hôm nay cả nhà biết không, đúng là nó có một cái đầu tiên nó sẽ có một chút xíu cái mùi xông khói á, mùi smoke của cái miếng than nãy cái hấp Lâm làm á, cái vị béo á đáng lẽ mình sẽ ăn được full vị béo đúng không, cái này nó giảm được một chút nhưng mà chẳng rất là thích cái kiểu giảm vị béo giống vậy, tại vì á ăn mà béo quá là nó bị ngấy. Hồi nãy chẳng ăn mấy phần béo liên tục, cơm cũng như vậy tan trong miệng, miếng cá tan ở trong miệng luôn, mình bỏ vô một cái hầu như là nó chỉ để cho lưỡi mình làm việc thôi, cực kỳ tuyệt vời luôn, cực kỳ tuyệt vời. Cái miếng hồi nãy là nếu mà ba cái phần hồi nãy ăn đó thì cái miếng hồi nãy cái sushi hồi nãy chắc là cái sushi ngon nhất. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn xem một chút xíu về cách ăn sushi tại quầy Omakase. Thì lên quầy Omakase lịch sự ta vẫn đang để mình ăn sushi ở một chỗ khác, nhưng mà đúng lên quầy Omakase khi mà ăn sushi á thì nhìn qua cách ăn của người khác thì nhìn biết là khách đó amateur hay khách pro ha. Tại vì cục cơm sushi đầu bếp rất là mềm luôn, họ nắng là mềm tan trong miệng luôn. Nhưng thật sự thì là mình phải dùng tay tại vì cục cơm quá mềm ha, nó sẽ tan. Tôi thấy người rồi bằng đó. Cảm ơn ha. Nói chung là nãy Tạo nói một phần nó cũng đúng, một phần nữa là thêm đúng hơn á là thật ra là cả nhà nên để cái phần mặt cá là nó tiếp xúc với lại cái lưỡi của mình chứ không phải là cái phần cơm. Cái phần mặt cá là thứ nên tiếp xúc cái lưỡi mình đầu tiên để mình cảm nhận được cái vị ngọt của nó, cảm nhận được cái vị béo của nó, hoặc là cảm nhận được cái sốt mà cái người đầu bếp họ bỏ vô. Em xin giới thiệu dạ là lườn cá bơn, tên tiếng Nhật gọi là angora. Angora lườn cá bơn. Dạ. Mình sẽ mix với lại pate gan cá chay ạ. Pate gan cá chay. Dạ. À, mình tới cái món tiếp theo là cái món sushi lườn cá bơn. Thì cái món cái cá này á, đặc điểm bình thường lúc mà tươi á, sẽ rất là dai, có nghĩa là bị dai đó. Nhưng mà khi mà bạn này nãy bạn dùng cái thao tác là bạn khò lửa, khi mình khò lửa vô cá thì cái mỡ trong đây nó tương ra sẽ làm cho cá thơm hơn và nó sẽ mềm hơn rất là nhiều, béo nữa, thêm cái pate nữa. Chánh không ăn kiểu cũ, ăn kiểu mới, cho phần cơm xuống. Cái gạo này nghe Tạo nói mất tiền quá. Rồi đó là từ hai cái miếng cá khi mà mình bản khò mà á, ở trên nó mềm, nó béo, nó thơm hơn rất là nhiều, nhưng mà bên dưới nó chưa tiếp xúc lửa nên nó vẫn còn đậu sần sật. Mình ăn nó có hai cái, ăn nó có hai cái tầng luôn á, hai cái tầng gọi là tầng cảm nhận về thực phẩm á, trên cùng một miếng cá luôn. Ở bên trên nó sẽ mềm mà béo rất là thơm, bên dưới nó còn ngon sật. Sushi cá hồi, bụng cá hồi ăn kèm với mứt tầm bóp. Đây là cái mứt của nhà mình, mứt làm từ quả tầm bóp của Nhật. Yeah. Wow, đây là tầm bắp luôn. Cái này là cái bụng
bụng cá hồi sẽ hơi ngán. Thật sự á, nếu mà để ăn cái con sushi cá hồi giống như ở ngoài xong mà có khò lên thì dám thấy rất là bình thường, nhưng mà ở đây họ làm khác, có nghĩa là họ làm thêm cái mức ở nhà họ tự làm nữa, cho nên khi mà mình ăn chánh nghĩ đây là cái món xuất xứ của cái sushi rồi, tại vì á cái mức mà họ tự làm cái trái tầm bóp á rất là thơm nha, mà nó ngọt. Chắc nghĩ nếu mà nó ngọt như vậy mà mình ăn thêm cái món sushi nữa nó sẽ rất là ngán, rất là ngon. Rốt cuộc là họ đưa ra cho mình một cái lựa chọn khác nữa, là cũng là bụng cá hồi luôn, cũng là sushi bình thường luôn, nhưng mà họ làm thêm ở nhà làm. Theo em xin giới thiệu với mình, với anh, đây là món súp cá nóc. Cái này gọi là chưa kết thúc huy hoàng, nhưng mà mình sẽ kết thúc cái món mặn bằng một cái chén súp rất là nóng hổi ha, và súp cá nóc. Thì các bạn biết rồi, ở trong cái món Nhật á, thì ai mà phải tay nghề rất là vững á, thì họ mới cho mình làm cái phần cá nóc. Tại vì trong gan với lại trong cái nội tạng của cá nóc á, nó có độc trong đó. Dánh súp cá nóc, mình thử ha. Nó cũng có phần xương, xương cá, có phần thịt trong đó, nhưng mà mình ăn súp mà, mình thử cái nước chứ. Wow, wow, các nhà biết không, khi mà mình ăn bây giờ tới giai đoạn cuối rồi đó, một cái phần súp mà nóng hổi như vậy mà làm từ cá nóc, nó rất là đặc biệt nha, nó giống như một cái phần tưởng thưởng cuối cùng khi mà mình ăn nãy giờ toàn những cái món nó lạnh, nhưng mà mình có một cái phần nóng như vậy ăn rất là đã. Chánh mới hút được có 2 muỗng thôi mà Chánh thấy rất là thích. Có nghĩa là cái sự tinh tế của cái người đầu bếp đó, khi mà họ đưa cái món ăn lên cho mình đó, ở trong cái nhà hàng này rất là tuyệt vời. Cuối cùng của mình là món tráng miệng ạ, kem miso và dưa lưới Nhật ạ. Finish ha. Kem miso với lại dưa lưới. Dưa lưới này là nói chung là dưa lưới này là món ở nhà mình, khi ông Tạo dẫn lên cái chỗ dưa lưới của mấy ông Nhật, ổng trồng mấy cây này, mình xin review cho nó. Chứ bây giờ mình kể gì cái cây dưa lưới này, mình kể ngày mai rồi đúng không? Dạ con. Giờ mình ăn thôi. Chánh cho ăn thử cái kem trước ha. Dạ đúng rồi, ăn kem trước à. Ăn kem trước xong rồi dưa lưới xong. Ok ok. Anh nghe chứ ha, chỗ này kem chứ. Cái này là em tự làm á, là dùng miso với lại có mật ong. Anh cảm nhận, anh sẽ cảm nhận kem miso á. Dạ. Ok. Đó. Thôi quá mình ăn đúng. Chứ thì ai đồ Nhật hay chẳng biết cái gì ăn trước sau, mà cái này chẳng biết. Đầu tiên nó có cái vị, đầu tiên nó là vị mặn. Sau đó vị béo. Sau nó có vị, nó hơi bùi bùi giống như là đậu xanh vậy. Nhưng mà cái hậu của nó lại là rõ ràng là cái hậu của miso. Rất là lạ ha. Chánh không, chánh sẽ không nói cái này nó ngon hay nó dở, mà cái nó rất là lạ, rất là thích. Mình ăn thử cái dưa lưới ha. Ây da. Anh biết. Mình ăn thử dưa lưới ha. Nghe nói dưa lưới này có một cái huyền thoại luôn á, tạo ngành lắm. Cái cảm giác rất là rõ luôn khi mà ăn dưa lưới á, nó làm sạch cái khoang miệng mình. Dưa ngọt vừa, không có bị ngọt quá, rất là mát. Cứ tạm coi đây là một cái món kết hợp đó là vừa. Chứ Chánh cũng thấy nó cũng không có, Chánh cũng không thấy nó chưa có nổi trội gì lắm, nhưng mà ok. Nhưng mà cái kem miso này ăn ok, ăn rất là lạ. Nhưng mà hai miếng cá ngừ fry ấy em lại ăn hết, chứ ăn được có miếng à, còn quỷ kia nó miếng nữa, trời ơi. Nghe nói là cái cá ngừ này cái vị
ngon á, cái vị umami á rất là ngon. Tại nó khi mà mấy anh này ảnh quay 12 ngày á, nó rút mấy cái ngọt với mấy cái vị ngon vô trong cái cá. Để ăn con miệng. Thật ra cái cấu của nó chắc hơn à, nó chắc hơn cái miếng cá ngừ bình thường, đúng mà còn tươi. Cái miếng cá ngừ đúng mà tươi á, mình bỏ vô miệng cái mình nó tan liền đúng không? Cái này thì nó giữ lên một chút, nhưng mà thật sự là lúc mà bỏ vô á thì cái vị đậm của cá nó ở trên đầu lưỡi của mình nó rất là rõ. Cái béo của nó cũng không có béo, nó béo như là cái béo của cái cá ngừ tươi. Cái béo của nó là cái béo của giữ lên, nói chung là giữ một chút xíu của vị béo lại á, mình ăn nó không có béo ngậy hoàn toàn đâu. Nhưng mà Chánh rất là thích cái mùi của cái miếng cá này, nó cực kỳ thơm luôn. Bây giờ Chánh chấp chấp cái miệng, Chánh vẫn còn nghe cái mùi thơm của cá đó, nó cái mùi biển, cái mùi muối nó vẫn còn ở trên cái khoang miệng của mình, rất là tuyệt luôn. Chánh không ngờ một cái miếng cá ngừ mà họ fry mười mấy ngày mà lại ngon giống vậy. Cái này xuất sắc luôn. Cái này không biết bao nhiêu, ở đây bán bao nhiêu ký cái không biết luôn, mà cực kỳ ngon luôn cái miếng. Còn miếng của thằng Tạo. À, bữa nay Chánh đi ăn cái hình thức này gọi là omakase. Omakase ở trong tiếng Nhật đó, mà thầy cũng hiểu đó, có nghĩa là sự giao phó đó. Có nghĩa là mình giao phó, mình phó thác cho người nào làm một cái việc gì đó thì người Nhật họ gọi là omakase. Ở trong cái trường hợp mà mình đi ăn ở một cái nhà hàng Nhật như vậy đó, thì cái chuyện mà mình ngồi xuống xong rồi mình để cho đầu bếp không muốn đưa cái món gì ra, mình ăn món đó, Chánh gọi là sự phó thác. Hôm nay Chánh có một cái trải nghiệm về đồ ăn rất là tuyệt vời. Thật sự là Chánh thấy rất là tuyệt vời. Nó khi mà mình vô mình ăn á, mình không biết cái món ăn của mình nó sẽ như thế nào, mặc dù ở trong cái menu á đưa cho mình á có cái giá, xong rồi có phát thảo, Chánh gọi là phát thảo đồ ăn sơ sơ như vậy. Nhưng mà thật sự là lúc mà mình ăn có những cái ngạc nhiên này đến những cái ngạc nhiên khác. Mình đừng có trông chờ khi mà mình ăn omakase á, đồ ăn của mình nó sẽ là ê hề. Tại vì cái người Nhật khi mà họ thưởng thức cái gu đồ ăn của họ thưởng thức á rất là tinh tế, mà nó rất là chuẩn mực á. Mình ăn những cái phần á nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình ăn cái phần nào nó sẽ bán cái phần đó. Hôm nay Chánh này ăn omakase thật sự rất là tuyệt. Hôm khác Chánh sẽ ghé nhà hàng này, Chánh ăn một cái menu khác với một cái giá tiền khác, có khi nó sẽ cao hơn rất nhiều hoặc là có thể thấp hơn, để Chánh thưởng thức cái đồ ăn ở đây coi họ có làm như thế nào. Nhưng mà omakase